Anh em cần phụ tùng loại gì, xích loại gì, kết bạn Zalo, nhắn thông số qua nha. Em tìm được nào thì gửi cho anh em, gửi cho bà con xem để mua về xài. Nói chung xích bãi thì nó rẻ hơn xích mới tầm khoảng một nửa tiền nha anh em, hoặc là rẻ hơn luôn, chỉ có giá từ 30% tới 50% quay đầu thôi. Chẳng hạn xích mới 10 triệu thì xích cũ tầm 5 triệu à, có thể là nứt nứt thì rẻ hơn tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi đó. À, vỏ lớp thì quá nhiều, trong nhà em, trong kho em cũng còn rất là nhiều nha. Hộp số, hộp số xe rùa 800 kg, 1 tấn 1 tấn rưỡi. Hôm nay thanh lý cái con cú quả này nè, 3 máy dầu, cái gì đoàn xin lỗi 2 máy dầu nha. Cái khung này là khung dưới là khung rin của nó ha, còn cái này là người ta gắn vô thôi, nên là cái khung này không phải của nó, cái khung dưới là của nó nè. 2 máy dầu đó. Giá 12 triệu nha, 12 triệu nha anh em. Không có thời gian dọn nổ, trong này nổ rồi anh em, này chắc vô dầu nổ đó. Anh em nào mua thì em bán như hiện trạng nha, bao lăng, bao mấy lăng ha đó, về là tự xử. 12 triệu giá tự xử nha, không có bao ship, không có bao thôi, nổ ra nha anh em đó. Nguyên một cái khung ngang 60, dài 1 mét, 1 2 3, dài 80, ngang 60 đó. Rồi hôm nay em rã một con nâng thang nha, mấy này thì em lấy là hết rồi. Đó, mấy này lấy là hết để em làm thùng hơn, làm thùng xe rù đó. Giờ bán cho anh em cái chân xích nè đó, chân xích gồm sắc xi nè, xích nè, ga lơi đồ đầy đủ ha. Về con này có thể gắn máy xăng được nha anh em, gắn máy dầu cũng được luôn. Giờ em lấy cái motor này lại nè đó, motor này lại ha, lấy cái bơm này lại nè, lấy dàn điện đó, lấy hệ thống cục sạc đồ em lấy là hết nha, chỉ còn chân xích, sắc xi và hộp số. Đó, về anh em có thể gắn cái động cơ vô đây nha, gắn động cơ đây, rồi đây, gắn động cơ đây nha, rồi làm cái dây cô ro gắn vô hộp số đây là chạy thôi. Thay vì nó đang chạy cái motor thì mình chạy máy xăng máy dầu gì cũng được, gắn cái bu ly to lên chạy bản B ha, đó, chạy 2 dây 3 dây gì cũng được tùy ý anh em, đó, chỉ cần kéo hộp số là nó chạy thôi, chạy thôi ha. Còn cái chuyển hướng đây là 2 dây chuyển hướng, đó, 2 cây chuyển hướng như xe rùi á, về mình độ 2 cái dây bóp, đó, mình bóp bằng tay ha, bóp bằng tay là nó cua thôi, đơn giản thôi. Nói chung là nhiều anh em cứ nói là con này gắn máy xăng máy dầu không được, nhưng mà thiệt ra là gắn rất là đơn giản ha, đó, gắn rất đơn giản, gắn cái máy xăng lên ngay đây, máy dầu gì cũng được, ngay đây cái hộp nó rất là rộng ha, đó, rồi về mình gắn 2 dây chuyển hướng vô bóp như xe rùi thôi, rồi vậy nha anh em. Còn cái này em tháo là hết ha, hệ thống motor này, bơm đồ này nọ em tháo là hết, bán cho anh em cái chân xích thôi, đó, cặp xích 42 mắt. Con này trọng tải là, nếu mà làm xe rùa là trọng tải 800 kg nha anh em. Đó, trọng tải 800 kg. Đây đó. Đó, cặp xích này giờ giá mới giờ cũng 7-8 triệu rồi anh em đó. Xích còn rất là mới nha, không có một vết rạn nứt nha. Đó, sườn ga lê bán tắt tật cho anh em luôn, lấy lại hết bơm điện này nọ, nói chung là chỉ bán cho anh em cái sắc xi nè, xích này ga lê nè, 7 triệu rưỡi nha. Rồi, giá bán tại cửa hàng, chưa gồm phí vận chuyển. Rồi tháo đi em. Đó, để lại hết sắc xi cho anh em nha, sắc xi dàn chân xích. Giờ anh em làm chế xi gì đó, chế tùy anh em. Này chế robot thì ok. Xích thì bên em khá nhiều hơn, chỗ nào cũng có xích hết á. Xích bãi thì giá từ 2 triệu, 2 triệu rưỡi bộ thôi. Nói chung thì anh em mua mới thì 6, 7 triệu, 5, 6 triệu thì em bán cũ 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Anh em mua về chạy ha, chạy đỡ. Lại nhiều khi anh em đứt một cọng thì cứ liên hệ cho em sẽ bán một cọng cho anh em ha. Chứ nhiều khi anh em mua xích mới người ta không có bán một cọng đâu nha anh em. Xích mới thì những cái cọng xích mà 70-80 mắt đồ, giá trị mấy chục triệu thì người ta mới bán cọng, còn xích cũ người ta không bán cọng đâu nha. Đây còn bộ cần xịt thuốc này anh em, dài như 3 mét mấy đó. Bộ cần điều khiển bằng ti điện ha, ti thủy lực, ti điện. Bộ đó anh em nào cần liên hệ mình nha. Này thanh lý cái sườn 4 cầu này, 4 cầu 8 bánh đó, anh em nào mua về độ chế độ ha. Nói chung giờ anh em nào đang cần những cái bộ này nè, đó, những cái bộ này
đó, mượn bộ cốt anh em nào đang hư những cái bộ cốt của 8 bánh nè thì liên hệ em sẽ tháo ra em bán luôn đó. Rồi sơn nè, sơn nè, nhông nè, trong cái hộp chiền này nè, anh em nào cần cứ liên hệ em bán hết nha. Anh em nào cần mâm nè, mâm nè đó, hộp số nè, nồi con nè đó, cần thì em bán luôn. Anh em nào mua nguyên cái thì em bán cho em 12 triệu nha. Con này bữa em đăng 15 triệu, hôm nay thanh lý cho anh em 12 triệu thôi. Con này giờ bỏ lên ký con là nó nặng cũng 800-900 kg, một cả tấn anh em. Đây nè, phải 800 kg á, 800 kg, giờ phải liệu được 8 triệu anh em, rồi bán cho anh em 12 triệu đó. Còn anh em nào không lấy thì để em bán phụ tùng. Ok đó, cái sắc xì này con nó luôn này. Còn chi hướng này, 8 mâm 8 bánh bán như hiện trạng 12 triệu, bán tại cửa hàng nha. Rồi sườn ba cầu anh em, sườn ba cầu à, hộp số trước gắn máy trước à, bánh rồi đầy đủ, giá 2 mấy triệu nha anh em. Anh em nào quan tâm mua về độ chế liên hệ cho em nha. Đó, giá 20 mấy triệu, hộp số trước này, 4 số, 1 tiếng một à, 4 tiếng một lùi nè, có nhanh chậm nè, hộp số treo nè, chuyền cầu trước cầu sau. Đó, tình trạng anh em nào quan tâm thì liên hệ em, kết bạn Zalo em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em nha, giá 20 mấy triệu nha anh em. Rồi qua hộp số 1000 lít là tương đương với 1 tấn anh em. Con này chạy bánh 23, anh em nào không lấy bánh bỏ bánh lại nha. Anh em nào không lấy bánh bỏ bánh lại. Bánh thì có cái được cái mòn nha, bán như hiện trạng, lá trợ lực, lá trợ lực, hộp số trước, lá trợ lực ha. Sườn này khá là bự nha anh em, dài tầm 3,5 m, nặng khoảng tầm 1 tấn hơn á, khá là bự. Thắng đĩa thắng dầu hết rồi anh em, thắng dầu hết rồi, tầng bù nhìn khủng khiếp. Con này à, giá 30 nha anh em, ôm nguyên cái đây luôn, khá là to luôn, to khủng bố luôn.